Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình vừa nhận được cái hàng của Way gửi về. Thì cái món hàng này là cái server mới ra của hàng. Tuy nhiên thì do tình hình Covid thì đặt hàng rất là khó. Thì cái này đặt hàng cũng từ tháng 6 mà đến tận bây giờ mình mới có hàng. Và mình sẽ lấy một cái để mình khui hộp ra cho mọi người thấy. Cái server này là server mới của hãng Way, nó tên là Proton. Thì nó là một cái server nhỏ gọn và khả năng xử lý của nó thì cho được 16 đến 3 channel theo như hãng thông báo. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp cái server mới này cho mọi người thấy nó khác gì so với cái thế hệ cũ trước đây. Đây là cái hình thức vỏ hộp của nó. Đây, hình thức vỏ hộp của cái server này. Rồi, mình sẽ mở nó ra. Thì bên trong nó sẽ như thế này. Cùng đây. Nó kèm theo hai cái tờ giấy này là hai cái tờ để quét mã code bảo hành. Tức là khi anh em mua thì anh em sẽ quét vào cái QR này và điền cái thông số cái series này để kích hoạt bảo hành online trên cái trang web của hãng. Đây. Thì đây là hình thức của cái server của Proton. Đấy, nhìn rất là đẹp. Nó khác với cái đời cũ. Đây. Phía sau của nó thì gồm một cổng Shower Rip, một cổng HDMI và hai cổng USB 3.0. Cái này nguồn 220. Và phía trước của nó thì đây là phía trước của nó. Đấy, mọi người thấy cái giao diện trước này khác so với thiết kế cũ. Thì nó gồm có một cái cổng mà đèn để báo kết nối và một cái cổng báo nhiệt độ, nút tắt bật nguồn. Thì đây là cái màu này, có thể gọi là màu xám đi. Nó cũng không hẳn là đen, nó hơi màu xám một chút. Nhìn thiết kế rất là nhỏ gọn và đẹp. Thì những anh em mà đang xài mixer như M32 hay là Yamaha hay là SQ Anhit thì chỉ cần một cái cục này có thể xử lý được 16 channel tới 32 channel theo như hãng thông báo. Thực ra thì với Way thì 16 đến 32, nhưng không nhất thiết là mình sẽ chèn full hết 16 đến 32 channel. Vì thế thì với những cái mixer thông thường thì sử dụng cái server này rất là hợp lý. Cái server này là phiên bản mới, nó thay thế cho cái phiên bản cũ. Và nó có hình thức đẹp hơn và tối ưu hóa tốt hơn so với cái phiên bản cũ. Thì những anh em đang xài các mixer các hãng như Way của muốn xài Way thì chỉ cần mua cái cục server này, và giá thành của cái này cũng rất là hợp lý. Nó có giá hợp lý nhất trong các cái server của Way và đủ đáp ứng cho cái thao tác của mình khi chèn các cái plugin vào trong các cái mixer khác. Hôm nay mình khui hộp cái server mới để cho anh em nhìn qua cái đánh giá tổng quan về hình thức của cái server này. Thì hai bên nó có các cái lỗ thoát nhiệt đó. Hai bên này có các lỗ thoát nhiệt. Về đánh giá thì cái server này thiết kế đẹp, còn về hiệu năng thì mình cần sẽ có cái clip mình đánh giá sau. Tại vì server này là server của hãng,
và một số anh em lựa chọn cái giải pháp là dùng server tứ dựng cái server lên xài. Tuy nhiên thì hai cái nó có cái tối ưu khác nhau, thì nó sẽ tùy vào cái nhu cầu của anh em và tùy vào cái công việc để anh em lựa chọn. Còn nếu anh em nào muốn sử dụng server có cấu hình tối ưu nhất do hàng Quay làm nên, thì cái server Proton này nó sẽ là một giải pháp để anh em có thêm cái lựa chọn sử dụng. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.